cô gái phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là ai? Sáng ngày 7 tháng 5, đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra với phần diễu binh, diễu hành được đầu tư hoành tráng. Ở loạt phát biểu đầu sự kiện, Vũ Quỳnh Anh là gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam có những chia sẻ trước các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và toàn thể nhân dân. Trong niềm vinh dự và xúc động, Quỳnh Anh chia sẻ, cô may mắn được sinh ra trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, có ông bà là những người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau màn phát biểu truyền cảm hứng của Vũ Quỳnh Anh, hình ảnh về cô được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng. Thông tin về cô gái Điện Biên cũng nhanh chóng được tìm ra. Theo đó, Quỳnh Anh là cựu sinh viên khóa 51 khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính, tốt nghiệp năm 2017. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã bén duyên với vai trò MC tại VTV1. Năm 2019, Quỳnh Anh bắt đầu công việc tại chương trình Cà phê sáng với VTV3. Ngoài ra, cô còn làm phóng viên, biên tập viên tại VTV24, công tác tại nhà hát ca múa nhạc Quân đội Nhân dân Việt Nam và làm việc tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ông ngoại Quỳnh Anh là cựu chiến binh Bùi Kim Điểu, sinh năm 1930. Trên trang cá nhân, nữ MC chia sẻ niềm tự hào về ông mình, một người chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Nhiều người cũng nhận ra Quỳnh Anh phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và chia sẻ với cô về niềm vinh dự này.